Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp nhận 50 tục cần có cái hiệu là XRB nha tất cả các bạn. Tục cần này là có cái hiệu là tên Ripple. Rồi để tham gia dán các bạn click phần link mô tả của mình nha các bạn. Rồi các bạn mở giấy chút wallet ra là của mình ra nè. Rồi các bạn đây các bạn. Đâu ta? Phan các bạn chờ một chút nha các bạn. Các bạn lấy địa chỉ XRB chỉ XRP mình. Các bạn mở địa chỉ XRP nè, các bạn sao chép địa chỉ các bạn. Rồi, các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn bắt vào các bạn. Đây thì các bạn bắt với trình duyệt của Google Chrome cũng được. Hoặc các bạn bắt vào mục này cũng được nữa các bạn. Rồi, các bạn bắt vào nè. Rồi các bạn bấm nút browser các bạn. Chờ nó load chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một như vậy mình đã nhận được 50 XRP các bạn. Các bạn bấm vào một invite. Cái link ghép mình nè các bạn. Các bạn lấy link ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm tốc cần nha các bạn. Sau khi kết thúc chương trình này rớp nó sẽ phân phối cho tất cả các bạn. Rồi vậy vì gian mình đến đây kết thúc các bạn. Mình hẹn chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Hẹn các bạn vào những cái video clip tiếp theo thì mình nhé. Wow.